Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một bằng máy tính Casio. Chúng ta thấy rõ đường parabol này đi qua hai vị trí là -2 và 4. -2 và 4 chính là nghiệm của phương trình parabol. Như vậy mình sẽ đặt phương trình fx sẽ bằng a là hệ số chúng ta chưa có biết. Chúng ta có x-4 và x+2 là hai nghiệm của phương trình parabol. Ở vị trí này và ở vị trí này, chúng ta biết hiệu diện tích mà cái trục hoành này nè, trục tung này nè, chia cái mặt phẳng này thành hai khu vực, đó chính là S1 và S2. Như vậy chúng ta thấy rõ nha, ở đây là 104 là số dương, có nghĩa là S1 trừ cho S2 sẽ bằng 104. Và bắt đầu từ đây chúng ta dùng máy tính Casio. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đây. Bây giờ chúng ta biết S1 bắt đầu từ vị trí số 0 đến vị trí số 4. Và chúng ta viết cái phương trình này vào máy Casio, đã đặt alpha A. Mở ngoặc ra x-4 nhân với lại x+4. x+2 chứ. Trừ cho cái cục kia. Thì chúng ta sẽ có tích phân từ -2 cho đến số 0. Chúng ta có alpha A. Mở ngoặc ra alpha x trừ cho 4. Nhân với lại alpha x cộng cho 2. Sau đó chúng ta nhấn alpha bằng, chúng ta sẽ có là 104. Shift show cái cục này thì chúng nó sẽ ra giá trị cho mình, đó chính là -6. Như vậy mình thấy -6 vào đây thì chúng ta nhân vô, chúng ta sẽ có x bình phương -4x+2 là -2x trừ cho 8. Bây giờ chúng ta đạo hàm lên. Thì ở đây sẽ là 2x trừ cho 2. Bây giờ chúng ta có 2x đúng không? Chúng ta thấy 2x vào đây. Như vậy chúng ta có 2 nhân với 2x. Chúng ta thấy 2x vào đây. Chúng ta sẽ có 4x trừ cho 2. Và bây giờ dùng máy tính Casio để tính cái cục này thôi. Chúng ta ra -48 chia cho 5. Như vậy đáp án là câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.